Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của mình nha. Anh em vừa xem được một cái đoạn video ngắn về cái cú trivia rất là đẳng cấp của Luka Modric. Ít nhiều gì anh em yêu bóng đá chắc chắn sẽ biết được Luka Modric là cầu thủ nào nha. Cầu thủ của Croatia nè, và người duy nhất trong cái thập kỷ của Ronaldo và Messi đạt được quả bóng vàng. Cầu thủ này có rất là nhiều biệt danh luôn, rất là nhiều mỹ từ và rất là nhiều pha bóng đẹp. Nếu để dành thời gian mà xem lại tất cả những thước phim, những đoạn highlight hay là những màn trình diễn của Luka Modric thì chúng ta phải mất hơn cả ngày anh em ạ. Và hôm nay á, thì trong cái sự kiện Totti thì cũng đã xuất hiện Luka Modric trong cái phiên bản Totti Starter, và cầu thủ này có overall 92. Và hôm nay mình sẽ mua cầu thủ này về và cùng mọi người trải nghiệm và review xem Luka Modric trong cái phiên bản FIFA Mobile sẽ chơi như thế nào nha. Luka Modric thì cũng vừa xuất hiện sáng ngày hôm nay thôi, và cái giá hiện tại của nó mình đã mua là 11.600.000 coin nè. Mình nghĩ cái giá này á thì còn khá là cao cho cái overall 92 của Luka Modric. Nếu anh em thật sự yêu thích và quan tâm con hàng này á thì anh em cố gắng chờ đợi thêm một thời gian nữa nha, vì hôm nay là ngày đầu tiên ra cái midfielder, cho nên lấy cái được Luka Modric trong cái phiên bản 92 này thì tốn rất là nhiều token cũng như là cái điểm bô nè, cũng như là cái bản Luka Modric phiên bản thấp hơn để có thể đổi được, exchange được cầu thủ này. Cho nên anh em quan tâm thì nhớ chú ý là phải đợi thêm một thời gian nữa nha. Còn nhiệm vụ của mình là làm review trước cho tất cả mọi người cùng xem, cho nên mình bắt buộc sẽ mua con hàng này với giá 11.600.000. Và mình nghĩ kiểu như sau đó thì sẽ tăng giá trong 1-2 ngày tới, và sau đó sẽ giảm cực mạnh nha. Ok, bây giờ mình sẽ up cái skill boost của con hàng này lên. Có skill boost là Interception nè, vị trí CDM, nhưng mà có một cái skill boost thiên về khả năng đánh trận anh em ạ. Skill boost này theo cá nhân của mình nữa thì hợp lý nhất cho cái vị trí CDM. Ok, và sau khi nâng full cái chỉ số hiện tại mình đã có thì là được cộng 8 nha. Skill boost đang là cộng 8. Luka Modric trong cái phiên bản 92 thì thật sự rất là đẹp, và quả thẻ mùa này EA làm cho Luka Modric thì nhìn cũng thật sự rất là dữ luôn anh em ạ. Nhìn khá là bắt mắt. Ok, bây giờ anh em mình cùng xem qua cái chỉ số của con hàng Luka Modric trong cái phiên bản FIFA Mobile lần này nha. Có cái skill boost Interception này, cầu thủ của Croatia tốc độ thì khá là chậm anh em ạ, 76 thôi. Và cái bứt tốc là 89, dứt điểm cũng khá là kém, chỉ đạt mốc 79 thôi. Và lực sút cũng đạt cái mốc 87 thôi nè, kiểu khá là thấp. Nhưng mà cái balance là cái thăng bằng thì được 115 nè, reaction thì 105. Khả năng truyền ngắn, truyền dài thì đạt ở cái một cột mốc là 103 và 104 nha. Cái tầm nhìn cũng khá là cao luôn. Có cái thể hình 1m72 nè, và có 3 skill ẩn. Work rate là medium và medium, và cái skill move cũng khá ở nằm ở cái mức khá này mà là 4 sao trên 5 nha. Và bộ chân cũng khá ổn cái này mà, chân không thuận là chân trái là 4 vạch và chân phải là chân thuận 5 vạch nha. Ok, và bây giờ mình sẽ vào thay cái câu lạc bộ của Real Madrid nè, logo câu lạc bộ Real Madrid, kèm theo đó sẽ là bộ áo đấu. Và trước khi vào hai trận đấu cùng mình á thì anh em nhớ dừng lại và đăng ký kênh giúp mình nè, ấn luôn cái chuông thông báo bên cạnh để nhận những cái thông báo mới nhất khi mình up những cái video mới lên nha. Nhớ like và chia sẻ cái video này giúp mình, và chờ đợi cái cột mốc 15.000 subscriber để chơi cái giveaway mini cùng mình nha. Cái gói 5 gói Starbucks sẽ tặng tới tất cả người chơi trong cái event đó của mình trong thời gian sắp tới. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trận đấu đầu tiên. Hy vọng sẽ gặp một đối thủ chơi thật sự ấn tượng để có thể cùng mọi người cảm nhận cũng như là review con hàng Luka Modric trong một cái trạng thái tốt nhất có thể nha. Ok, trận đấu đầu tiên sẽ gặp anh bạn fan của Manchester United. Đội hình của mình overall 99 và với những con hàng khá là ổn áp rồi. Xem đối thủ sẽ như thế nào. Uầy, anh bạn cũng có cả Luka Modric cái phiên bản Bay Totti anh em ạ. Và bên trên là Harry Kane, Lewandowski, và hai bên cánh sẽ là Jack Grealish và Jadon Sancho nha. Đá cặp với con hàng Modric bên team anh bạn sẽ là Goretzka. Mình chỉ nhìn được từng đó con cầu thủ thôi anh em ạ. Bây giờ bắt đầu vào trận đấu thôi. Mason Mount, Caleb Puyol đang kéo giãn cái đội hình của anh bạn ra để tìm khoảng trống và phối hợp cùng Luka Modric nha. Toni Kroos, Michael Owen, pha chạy chỗ. Một pha chạy chỗ rất là hay của Luka Modric đầu trận. Uầy, không được rồi. Pha bị tranh chấp giữa đôi bên như vậy thì khá là khó cho Luka Modric. Đấy rồi, pha kiểm soát bóng đầu tiên. Uầy, bóng dính chân thật sự anh em. Nhưng pha bóng sau đó thì kiểu như tốc độ khá là chậm và bị Alexander-Arnold cướp bóng trước pha tung chân dứt điểm nha. Khá là đáng tiếc trong cái pha bóng đó. Về phần kiểm soát bóng thì khá là ổn rồi, nhưng mà kiểu thể hình và tất cả các thứ như là tốc độ nữa thì thật sự không ổn cho lắm trong những cái pha tranh chấp tay đôi như vậy của Luka Modric. Tiếp tục là pha tấn công của anh bạn Jack Grealish,
đây rồi, Lewandowski. Một pha xoay qua người không vượt qua được Caleb Puyol, không phạm lỗi luôn anh em ạ. Đây là Mason Mount, pha chuyền bóng cho Michael Owen. Jack Grealish đang chạy bên cánh trái khá là thoáng. Xem nào, bên trong là Mason Mount. Một pha kéo bóng và chờ đợi pha lao lên của Luka Modric. Tiếp tục là Mason Mount và Michael Owen. Bộ đôi tuyển Anh đang phối hợp cùng nhau. Tiếp tục là Lewandowski bên cánh, bên kia là Jadon Sancho. Uầy, một pha đi skill móc bóng qua đầu của Jadon Sancho và phạm lỗi của Robertson rồi. Pha này thì phạm lỗi rồi chứ không cần phải là ném biên nữa. Một pha sai lầm của đối thủ đây rồi. Michael Owen tuyệt vời, khoảng trống là cực kỳ lớn cho cái pha tấn công lần này. GK đã dăng như thế này thì toàn thật sự. Dăng kiểu này thì rất khó để có thể đỡ được những pha bóng anh em. Kiểu tâm lý những người chơi quen như mình á, sẽ biết là đối thủ sẽ gọi GK lên á, và sẵn sàng một cái tâm thế là sẽ chuyền ngang cho đồng đội, cho nên rất là khó để có thể cản phá được những tình huống bóng như vậy. Rất là thoải mái và rất là dư thời gian để có thể xử lý được sao cho nó hợp lý nhất có thể. Tiếp tục là Jadon Sancho. Một bàn thắng đã được ghi rồi. Một pha đỡ bóng hơi lỗi của Luka Modric rồi. Đây, tiếp tục là Luka Modric phạm lỗi rồi. Khả năng thăng bằng của Luka Modric thì khá là khủng khiếp anh em ạ. Chỉ số là 115 cho cái over 92. Cái sức thăng bằng như vậy thì rất rất khó để có thể té ngã được Luka Modric. Nuno Mendes không vượt qua được Jadon Sancho rồi. Khá là thoáng ở phía bên trên. Michael Owen tiếp tục bóng để tìm đến cái chân của Toni Kroos rồi. Jack Grealish. Ui, thể lực của Toni Kroos xuống thật sự nhanh anh em ạ. Chưa hết hiệp 1 nữa đã là đỏ hết cây rồi. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu đầu tiên rồi. Một chiến thắng 1-0 nghiêng về team của mình. Khá là khó, anh bạn cũng đã khá là quyết tâm cho nên chỉ được một bàn thắng ghi trong cái trận đấu lần này thôi. Lewandowski. Lewandowski và Harry Kane của anh bạn trong cái hiệp đấu đầu tiên thì khá là mờ nhạt anh em ạ, không thấy sự xuất hiện luôn. Đây là Jack Grealish không vượt qua được Caleb Puyol. Caleb Puyol vào bóng có nhiều pha bóng thật sự hay anh em, kiểu vào bóng mà không để phạm lỗi rất rất là hay. Toni Kroos. Đây rồi, Mason Mount. Không vượt qua được Goretzka. Mason Mount thì mình cũng mới vừa nhận vào sáng hôm nay thôi anh em ạ. Đây là Luka Modric, một pha chuyền. Đây rồi, tới vị trí của con hàng Jack Grealish. Khả năng chuyền của Luka Modric thì thật sự rất là khỏe anh em ạ. Chuyền rất là hay luôn và chuyền rất là chính xác. Pha chạy chỗ của Luka Modric, cơ hội đây rồi. Dứt điểm bằng chân trái, thật sự ấn tượng với cái pha chạy chỗ lần này của Luka Modric. Cuối cùng thì cũng đã có một bàn thắng cho idol của mình rồi anh em ạ. Với cá nhân mình á, thì ở ngoài đời mình thật sự yêu thích cầu thủ Luka Modric này. Với một cái tinh thần chiến đấu rất là âm thầm, rất là nhiệt tình khi được thi đấu anh em ạ. Kiểu đúng bản chất của một ngôi sao, không cần phải được tung hô quá nhiều, chỉ cần làm tốt cái nhiệm vụ của mình và tỏa sáng trong những cái trận đấu thôi, như vậy là đủ. Luka Modric với mình là như vậy. Tiếp tục là một pha mở bóng cho con hàng Jack Grealish, bên trong là con hàng Mason Mount và Michael Owen. Đây rồi, Mason Mount vẫn biết cách để có thể ghi tên mình lên bảng tỷ số rồi anh em ạ. Trai đẹp Mason Mount đã lên tiếng. Uầy, khá là phù hợp trong màu áo của Real Madrid anh em ạ. Nhìn khá là đẹp mắt luôn. Và kiến tạo lại là của Jack Grealish. Ui, một hiện tượng khá là quen thuộc đã xuất hiện rồi anh em ạ. Hiện tượng là người chơi bỏ trận đấu giữa chân rồi, ngay từ phút thứ 67 thôi. Cái hiện tượng này thì khá là dễ biết trong cái mùa giải lần này. Kiểu như đối thủ mà out game thì nó sẽ dừng một chút thời gian và sẽ xuất hiện một hàng chữ ở giữa màn hình. Và sau đó sẽ là xuất hiện một cái thông tin màu xám trên cái cột sóng. Đó là xong, cái đó là dấu hiệu của người chơi đã bỏ trận đấu. Tỷ số đã là 3-0 rồi, một trận đấu quá là tưng bừng. Và đối thủ khá là bế tắc cho nên anh ấy quyết định đi tắm sớm. Ok, và đó là lựa chọn của người chơi, mình phải tôn trọng cái quyết định của người chơi thôi. Bây giờ mình sẽ chơi với máy. Ui, một cú đánh đầu khá là nguy hiểm. Máy đá auto còn có những tình huống xử lý có thể hay hơn người chơi anh em ạ. Tiếp tục là pha bóng kiểm soát bởi Robertson. Khá là dễ dàng rồi, auto thì khá là dễ dàng. Đây rồi, một pha sai lầm của mình. Jadon Sancho, Harry Kane vẫn không chiến thắng được Donnarumma anh em ạ. Với pha đối mặt như vậy mà Harry Kane vẫn không thể nào chiến thắng được Donnarumma. Ảo thật sự. Mình vẫn đang rất là chờ đợi Donnarumma trong cái phiên bản Ultimate Team of the Year. Trong cái phiên bản đó thì mình hy vọng con hàng sẽ có một cái skill boost thật sự xịn sò để có thể chọn chơi trong một thời gian dài cái mùa giải FIFA 22 nha. Tiếp tục là pha tấn công của Mason Mount. Đây là Jadon Sancho. Bóng lại được chuyền cho Luka Modric. Khoảng trống cực kỳ lớn cho Jack Grealish đây rồi. Một pha chọc khe rất là đẹp mắt của Luka Modric anh em ạ. Và kéo bóng của Jack Grealish không cần phải vội rồi. Tới thời điểm như thế này thì với tỷ số đó khá là an toàn rồi. Ui, pha xử lý cá nhân rất là đặc biệt của Jack Grealish.
đặc biệt từ cách kéo bóng hoặc bóng và cách dứt điểm luôn anh em ạ, và đưa bóng ra ngoài với một cái cách rất là Grealish luôn, rất là đặc biệt. Grealish vẫn như vậy, vẫn với những pha xử lý bóng có lúc rất là hay và có những lúc thì đánh lừa tất cả mọi người luôn. Ok, và trận đấu đầu tiên cũng đã kết thúc với tỷ số 3-0, chiến thắng 3 sao rất là giòn giã, và người chơi đã đi tắm rất là sớm ở từ phút thứ 70 của trận đấu. Và Luka Modric cũng để lại một bàn thắng với một pha chạy chỗ rất là ấn tượng để đón đường chuyền của Michael Owen, và với một cú dứt điểm chéo góc bằng chân trái nâng tỷ số lên 2-0 nha. Ở phút thứ 60, tỷ lệ kiểm soát bóng của mình trong trận đấu này là 63% và tỷ lệ chuyền là 90%, khá là đặc biệt. Mobi Việt Nam, anh bạn này đến từ Việt Nam anh em ạ, một người chơi đến từ Việt Nam. Kiểu mùa này khi vào trận đấu thì sẽ không thấy được cái lead của người chơi đó là đến từ đâu, nhưng mà khi kết thúc trận đấu thì mình mới có thể nhận biết được đó là một người chơi từ Thái Lan hoặc từ Việt Nam anh em ạ. Kiểu là như vậy đó, như vào trận như thế này thì anh em chỉ thấy được cái tên và logo và over thôi, cùng với đó là geometry, sau đó sẽ là cái team như thế này, chứ không thấy được cái lead. Khi hoàn thành xong cái trận đấu thì mới thấy được cái lead của đối thủ đó nha. Mason Mount, Harvard và Kevin De Bruyne. Phía bên trên là bộ ba quốc dân với Jack Grealish và Gabriel Jesus, bên cánh phải sẽ là Jadon Sancho đang thi đấu trong màu áo của Chelsea. Và đây là trận đấu thứ hai trong bài review con hàng Luka Modric của mình. Đây là pha kiểm soát bóng đầu tiên của Toni Kroos, một pha đập nhã cùng Michael Owen, khoảng trống khá là lớn anh em. Cái meta mùa này đá thì thật sự rất là thoáng luôn. Luka Modric cú dứt điểm rất là nhanh nhưng mà không chiến thắng được Virgil van Dijk nè. Bộ đôi CB của anh bạn trong trận đấu này thì mình đang thấy là Caleb Bouillon và con hàng Virgil van Dijk nha. Jack Grealish, tiếp tục là Toni Kroos, tiếp tục là sẽ tìm khoảng trống cho Luka Modric có thể dứt điểm. Ui, đứng một chỗ dứt điểm thì không phải hay cho lắm anh em ạ. Luka Modric thì mình cảm giác cái những cái cú dứt điểm thì thật sự không hay đâu anh em ạ. Dứt điểm chỉ là gần khung thành thì mới có thể đem về bàn thắng thôi. Đây Luka Modric. Ui, thật sự anh em ạ, khả năng dứt điểm của Luka Modric thật sự tệ. Nếu mà khoảng cách nó xa thì khả năng dứt điểm của Luka Modric thật sự không tốt nha. Đó là pha bóng vừa qua, anh em có thể thấy được cái màn dứt điểm, dù là mình đã cửa lòng rồi, rất là nắng nót rồi, nhưng mà kiểu cũng đưa bóng đi ra ngoài rất là dễ dàng. Tiếp tục là Gabriel Jesus. Đây rồi, một pha mở cánh rất là thoáng cho Jack Grealish có thể băng lên. Cơ hội là đây rồi, Caleb Bouillon. Caleb Bouillon vẫn là người chiến thắng cuối cùng rồi nè. Trong pha bóng đó thì anh bạn cũng khá là bế tắc, về bên cánh bên kia không có một đồng đội nào dâng lên kịp trong cái pha đi bóng của Jack Grealish cả. Đây là Jack Grealish bên mình, có cả hai phiên bản Jack Grealish đang xuất hiện trên sân. Mason Mount, một pha tỉ bóng cho Michael Owen, cơ hội đây rồi. Michael Owen thì làm khá là tốt cái khả năng dứt điểm rồi. Dứt điểm và chạy chỗ của Michael Owen là một cái điều khác biệt anh em ạ. Đẹp thật sự Michael Owen trong cái phiên bản của Real Madrid đây rồi, trong màu áo của Real Madrid. Tỷ số cũng đã được mở ngay phút thứ 33 của trận đấu rồi, và một đường kiến tạo của Mason Mount để xem anh bạn sẽ thể hiện như thế nào khi mà bị dẫn trước như thế này. Alexander Arnold, Jadon Sancho. Ui, một pha xử lý skill move rất là đẹp. Những cái skill move kiểu cọ như thế này thì anh em chỉ cần vào store và mua nha. Khi anh em mở khóa được cái level 10 và cái level 15 thì anh em sẽ có những cái skill move, và anh em dùng 500 game để có thể vào store và mở mua những cái skill game mà anh em yêu thích nha. Và trên đó nó có thể cho mình thử được tất cả skill game luôn. Mình xem cái skill game nào mình thích mắt và kiểu như vừa ý mình thì mình có thể bỏ game ra để mà mua. Đấy rồi, một pha chọc khe rất là đẹp của Luka Modric cho con hàng Michael Owen. Lại là một pha băng lên của GK khá là đơn giản để xử lý. Lần này thì đến lượt Jack Grealish đã có thể lên tiếng rồi. Pha mở bóng trước đó của Luka Modric thì thật sự rất là sáng nước anh em. Khả năng chuyền của Luka Modric thì mình thật sự đánh giá cực kỳ cao luôn á. Chuyền bóng rất là chính xác và rất là vừa vặn để cho tất cả đồng đội có thể thể hiện được cái những pha tấn công của mình. Còn về cái khả năng dứt điểm của Luka Modric thì thật sự mình chưa nghĩ cho lắm, và có một điều gì đó khá là tệ trong cái cách dứt điểm của Luka Modric luôn anh em ạ. Ok, hiệp đấu đầu tiên cũng đã kết thúc trong cái trận đấu thứ hai, bài review của Luka Modric. Để xem cái hiệp đấu thứ hai thì anh bạn sẽ thể hiện như thế nào đây. Alexander Arnold, Jadon Sancho phạm lỗi rồi, Jack Grealish đã phạm lỗi với Jadon Sancho rồi. Alexander Arnold, đây là Kai Havertz, không được rồi. Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus không xoay qua người được Alaba, nhưng mà đã có được bàn thắng của Gabriel Jesus rồi anh em ạ. Pha bóng này thì Alaba và Caleb Bouillon kiểu hơi bị động một chút, hơi bị động một chút, và cái pha chạy chỗ bọc lót của Caleb Bouillon thì khá là fail. Jadon Sancho, đây là Luka Modric thể hiện cái khả năng chuyền dài của mình xem nào.
khá là chính xác anh em ạ. Cái khả năng chuyền của Luka Modric thì thật sự rất là ấn tượng luôn á, chuyền kiểu như đến đúng vị trí và rất rất là đẹp mắt luôn. Đấy rồi, Mason Mount, một pha đáp lễ của Michael Owen dành cho con hàng Mason Mount anh em ạ. Trước đó với pha mở tỷ số thì là Mason Mount chọc khe cho Michael Owen ghi bàn, và lần này là điều ngược lại, Michael Owen kiến tạo cho Mason Mount ghi bàn. Tan nát thật sự, tỷ số đã là 3-1 rồi, không biết anh bạn có đứng dậy nổi hay không. Tiếp tục là Alexander Arnold. Luka Modric chuyền thật sự rất là đẹp mắt anh ạ. Những quả chuyền của Luka Modric thì có cái độ chính xác cực kỳ cao luôn á. Mình sẽ cố gắng đưa bóng tới vị trí của Luka Modric tiếp theo nha. Đây là Luka Modric. Một pha tiếp tục là một đường chuyền dài nữa, đẹp thật sự. Những quả chuyền của Luka Modric thì thường có cái vị trí đến rất rất là chính xác luôn. Tỷ lệ chuyền chính xác của Luka Modric mình nghĩ đâu đó phải là hơn 90% anh em ạ. Tiếp tục là Gabriel Jesus, một pha mở cánh cho Jadon Sancho. Cơ hội đây rồi, cơ hội để có thể rút ngắn tỷ số xuống 3-2 đây rồi. Không được. Tiếp tục vẫn là Jadon Sancho. Cơ hội. Alaba pha bóng này khá là tuyệt vời. Và chẳng bóng chẳng khác nào một bàn thắng của Alaba anh em ạ. Và xoạc hết người và có thể chẳng được quả cú sút của Gabriel Jesus. Tiếp tục là Alaba. Alaba đang làm khá là tốt trong cái vai trò hậu vệ của mình. Jack Grealish đã thật sự đuối sức cho con hàng Jack Grealish rồi. Đây là Michael Owen, khá là khỏe trong cái pha rướn bóng của Michael Owen. Luka Modric, đây rồi, tiếp tục là một bàn thắng. Hai trận đấu, hai bàn thắng của Luka Modric, với rất là nhiều pha chuyền chọt kiến tạo rất là đẹp mắt của Luka Modric nữa. Khả năng sút gần như thế này thì Luka Modric làm khá là được cái này, khá là ổn. Còn cái khả năng mà sút xa thì mình vẫn có giữ đúng quan điểm là Luka Modric sút khá là tệ. Tiếp tục một pha phản công, Gabriel Jesus. Alaba đang thi đấu rất là tuyệt vời nè. Đấy rồi, Jadon Sancho không vượt qua được Donnarumma. Hai trận trong cái bài review Luka Modric thì Donnarumma đang có một phong độ cực kỳ cao anh em ạ. Michael Owen và kiểm soát bóng, kéo bóng và tìm con hàng Luka Modric của mình. Toni Kroos, cơ hội cho Toni Kroos đây rồi. Uầy, một cú sút rất là tuyệt vời của Toni Kroos. Trong pha bóng này thì vẫn có thể căng ngang để cho con hàng Luka Modric có thể có được cú đúp trong trận đấu lần này anh em ạ. Vì mình thấy Luka Modric đã dâng lên ngang hàng với Toni Kroos rồi. Nhưng mà cứ để cho Toni Kroos dứt điểm thôi, vì căng ngang thì chắc chắn bàn thắng cũng sẽ tới. Đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc cái trận đấu thứ hai rồi. Một trận đấu với chiến thắng 5-1, một trận đấu 5 sao của cái team của mình. Một trận đấu vùi dập luôn anh em, rất là khủng khiếp. Và Luka Modric vẫn để lại một bàn thắng, và với những cái đường chuyền rất là ấn tượng. Mình chỉ cảm nhận được đánh giá cực kỳ cao cái cách chuyền chọt của Luka Modric thôi anh em ạ. Còn cả những cái pha tranh chấp tay đôi thì mình nghĩ Luka Modric làm thật sự không tốt đâu. Còn cái khả năng thăng bằng thì thật sự rất là tuyệt vời, cái khả năng thăng bằng. Ok, và bây giờ mình sẽ vào cái chế độ vé tắc và sẽ cùng mọi người trải nghiệm xem trong cái chế độ vé tắc, trong cái formation, cái đội hình 4-3-3 của mình á, thì Luka Modric có được một cái chen nào hay không, và có cơ hội xuất hiện trên bảng điểm và có cái cách dứt điểm như thế nào trong cái chế độ vé tắc nha. Hy vọng sẽ gặp một đối thủ ngang cơ để có thể trải nghiệm được con hàng Luka Modric trong cái chế độ vé tắc lần này. Anh bạn có cái logo 250 vé tắc mùa trước anh em ạ. Không biết cái đội hình như thế nào đây. Mình over 99 và Geometry đang là 70. Ui, chịu thật sự rồi. Thấy Ronaldinho thì chịu rồi anh em ạ. Michael Ballack, Mbappe và có cả Lionel Messi nữa. Có một trận đấu kiểu đúng kiểu úp mặt vào tường rồi. Jadon Sancho cứ cố gắng thôi anh em ạ. Với cái mình chỉ kịp kiểu như là những cầu thủ quá xịn sò và đập hẳn vào mắt mình cũng chưa kịp nhìn thấy cái over của đối thủ lần này luôn anh em ạ. Anh em thấy được cái over thì có thể comment vào bên dưới giúp mình nha. Jack Grealish, đây rồi, tỷ số đang là 3 điều rồi, thật sự nhanh anh em ạ. Nếu không muốn để cho đối thủ vả cho mình sắp mặt, một pha phá bóng ra ngoài. Đây là Jack Grealish. Varane kiểu khá là đơ người trong cái pha xoay người của Jack Grealish. Đấy rồi, một cú dứt điểm chính xác. Đã bị cách biệt một bàn rồi. Toni Kroos với những cái chen như thế này thì thật sự fail anh em ạ. Tạt vào bên trong thì không có những con ST cao to. Michael Owen thì không làm tốt cái khả năng đó rồi. Uầy, con hàng Mana có một cái khả năng chụp bóng quá ảo luôn. Với cú sút phạt của Alexander Arnold. Đây là Jack Grealish. Cách biệt đã năng được hai bàn thắng rồi. Không thấy sự xuất hiện của Luka Modric luôn anh em ạ. Trong cái sơ đồ này thì Luka Modric không thật sự tham gia tấn công lắm trong cái chế độ vê tắc, không có một cơ hội nào cả. Jack Grealish, xem nào, một cú sút thành bàn, cách biệt 3 bàn rồi anh em ạ.
chấp nhận một trận thua trắng rồi. Tiếp tục là Michael Wade. Cố gắng thôi, cứ cố gắng ghi bàn để hoàn thành cái nhiệm vụ của Fernando Torres sớm nhất có thể này mà. 10.000 bàn thắng. 8-11 rồi, cách biệt khá là xa. Và còn hàng chính của chúng ta thì không có một cái chen nào cả nè. Uầy, một cú dứt điểm, tiếp tục là một cú dứt điểm đánh lừa tất cả mọi người của Jack Relic. Luka Modric trong chế độ vết tắc trong cái sơ đồ của mình thì không có một cơ hội nào luôn, cũng không có một đường kiến tạo nào luôn, không có một pha tấn công nào luôn. Mình cũng không hiểu vì sao nữa. Cái cuộc rate là medium và medium nhưng mà không thấy một cơ hội nào trong cái sơ đồ 4-3-3 của mình. Ok, đó là tất cả những gì có trong cái bài review con hàng Luka Modric này của mình nha. Mình đánh giá điểm mạnh của con hàng là có cái khả năng thăng bằng tốt nè, có cái khả năng chuyền rất là ấn tượng, khả năng chuyền và thăng bằng thôi anh em ạ. Còn kiểu như điểm yếu sẽ là những pha tranh chấp sẽ thật sự rất là thua thiệt nè, không có sức mạnh nè và không có tốc độ luôn, và kể cả cái dứt điểm cũng thật sự rất là kém. Ở tổng chỉ số shooting chỉ là 84 thì anh em hiểu rồi, Fasico cũng khá là yếu luôn. Mình nghĩ con hàng này nếu là anh em là fan và thật sự yêu thích, hoặc là anh em là fan của Real Madrid thì có thể dùng thôi. Chứ thật sự để mà so sánh với những CM khác thì Luka Modric không thật sự ấn tượng đâu nè. Mình không recommend anh em chọn chơi con hàng này vào thời điểm này luôn nha. Nếu anh em là fan thì cũng nên chờ đợi một thời gian nữa để có thể mua Luka Modric trong cái giá tốt nhất có thể. Ok, mình chấm điểm Luka Modric là cái mức điểm 8/10 nha. Một con CM thật sự không ấn tượng, không toàn diện đâu, chỉ mạnh về cái khả năng chuyền bóng thôi. Còn anh em có những cái cảm nhận như thế nào, có những cái ý kiến gì thì có thể comment vào phần bên dưới giúp mình nha. Anh em có những yêu cầu review về cầu thủ gì á thì cũng có thể bình luận vào luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh nha. I'm